Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2015. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Hồ viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện và khu tưởng niệm cố chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Tin trong nước, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự chương trình Xuân yêu thương tại thành phố Cần Thơ. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh dự khánh thành trường trung cấp luật Vị Thanh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Ất Mùi, sáng nay huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Hồ tổ chức đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện và khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Sau khi dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đoàn đến thắp hương trước mộ phần của từng liệt sĩ. Tại đền thờ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, đoàn cán bộ huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ đã đến thắp hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Bác Hai Phạm Hùng, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Long Hồ nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Tiếp theo là thông tin tổng hợp về hoạt động thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo của các ban ngành đoàn thể tại các địa phương trong tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức đoàn đến thăm chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Quỳnh Thị Gương và Trần Thị Kiều tại ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm. Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình kinh tế, đời sống gia đình và kính chúc các mẹ và gia đình hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc. Đoàn cũng đã tặng mỗi mẹ một phần quà và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Thành phố Vĩnh Long tổ chức 11 đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố đến thăm và tặng quà cho 110 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi gia đình được tặng một phần quà Tết và 300.000 đồng. Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Vĩnh Long trích ngân sách trên 313 triệu đồng thăm viếng tặng quà cho 549 gia đình chính sách. Trong đó, 15 phần quà trao tặng cho mẹ Việt Nam anh hùng, 110 phần quà thân nhân thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng, 50 phần quà cán bộ tham gia hoạt động cách mạng bị bắt tù đày, 110 phần quà gia đình chính sách gặp khó khăn và 324 phần quà gia đình có công nuôi chứa cán bộ cách mạng. Cán bộ lãnh đạo thành phố Vĩnh Long đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, hiện đang sinh sống trong và ngoài tỉnh. Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố và chính quyền 11 phường xã tổ chức trao tặng 770 phần quà Tết cho hộ nghèo. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, nhu yếu phẩm trị giá 220.000 đồng. Tổng trị giá các phần quà gần 170 triệu đồng. Do ni trưởng Thích Nữ Trí Tiên, chùa Long Khánh, phường 5 vận động các nhà hảo tâm và mạnh thường quân hỗ trợ. Tết năm nay, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh vận động 3.770 phần quà Tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và học sinh nghèo trong tỉnh. Hội khuyến học thành phố Vĩnh Long và các phường xã vận động tặng 1.488 phần quà cây mùa xuân, mỗi phần trị giá từ 100.000 đồng đến 250.000 đồng cho học sinh nghèo trên địa bàn thành phố. Tổng trị giá các phần quà trên 230 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long trao tặng 310 phần quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền trên 62 triệu đồng nhằm giúp các em vui xuân đón Tết. Những ngày qua, nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài huyện Long Hồ đã đến thăm hỏi chúc Tết 19 mẹ Việt Nam anh hùng đang sống trên địa bàn huyện. Ngoài phần quà tặng nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến, hàng tháng, các đơn vị còn trao số tiền phụng dưỡng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho các mẹ để cùng gia đình chăm sóc các mẹ được tốt hơn. Công an huyện Long Hồ vừa tổ chức họp mặt và tặng quà 69 gia đình chính sách ngành công an nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Mỗi gia đình nhận một phần quà trị giá 300.000 đồng. 75 cán bộ hội phụ nữ cơ sở gặp khó khăn huyện Long Hồ được nhận một phần quà trị giá mỗi phần 350.000 đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động sư cô Huệ Hạnh ở xã Bình Hòa Phước tài trợ. Ngày 10 tháng 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đến thăm tặng 300.000 đồng cho 30 công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ba huyện Trà Ôn và Tam Bình. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tổ chức 4 đoàn đến thăm và tặng 280 phần quà cho công đoàn viên khó khăn của công đoàn các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động các huyện thành phố, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình Công cộng Vĩnh Long, Công đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh. Tổng kinh phí cho đợt tặng quà Tết lần này là 94 triệu đồng.
Hội Từ thiện Suối Mơ thành phố Vĩnh Long kết hợp chính quyền xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn như tổ chức khánh thành cầu nhân ái và phát quà cho 20 học sinh nghèo tại địa phương. Cầu nhân ái dài 21m, rộng 2m, chất liệu bê tông, chi phí xây dựng gần 50 triệu đồng do Hội Từ thiện Suối Mơ tài trợ. Cũng tại huyện Trà Ôn, 300 hộ nghèo thị trấn Trà Ôn được nhận quà, mỗi phần quà trị giá 170.000 đồng do chùa Ông Bổn vận động các kiều bào và các mạnh thường quân trong nước hỗ trợ. Tại huyện Vũng Liêm, 50 gia đình nghèo xã Trung Hiếu được nhận quà Tết do Sở Thông tin Truyền thông tỉnh vận động công ty Sinotech, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Ngoài ra, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh còn vận động tặng thêm 10 phần quà cho gia đình chính sách tại huyện Vũng Liêm, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh vừa đến tặng quà Tết cho 300 hộ nghèo, cận nghèo các xã Tân An Luông, Trung An và Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Qua vận động của huyện, đã có trên 1.000 hộ nghèo, cận nghèo được tặng quà. Ngoài ra, huyện còn tổ chức nhiều đoàn chúc Tết và tặng quà cho các gia đình và đối tượng chính sách nhằm góp phần tạo điều kiện cho mỗi nhà đều được vui xuân đón Tết. Huyện đoàn Mang Thít vừa tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà Tết cho 200 gia đình liệt sĩ, cán bộ đoàn gặp khó khăn tại 13 xã, thị trấn trong huyện. Riêng tại xã Bình Phước, thông qua sự vận động của huyện đoàn, Hội Từ thiện Suối Mơ thành phố Vĩnh Long hỗ trợ 36 triệu đồng xây dựng nhà nhân ái cho em Trần Vinh Bá Nghiệp, học sinh nghèo trường tiểu học Bình Phước B. Hội cũng dành tặng 20 phần quà Tết cho học sinh xã Bình Phước. Trong 2 ngày 10-11 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Tân tổ chức nhiều đoàn đến chúc Tết, tặng quà và giấy mừng thọ cho 1.304 cụ cao niên ở các độ tuổi chẵng từ 70 đến trên 100 tuổi trên địa bàn huyện. Riêng 5 cụ tròn 100 tuổi, ngoài được nhận 500.000 đồng tiền mặt, còn được nhận thêm 5 mét vải lụa do Chủ tịch nước tặng. Tổng trị giá được phát quà trên 76 triệu đồng từ ngân sách. Chiều hôm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình chị Thạch Thị Thanh ở ấp Rạch Ngay. Chị Thạch Thị Thanh thuộc diện hộ nghèo, không có ruộng đất canh tác, chuyên sống bằng nghề làm thuê. Bản thân chị Thanh mắc phải căn bệnh suy thận mãn đã nhiều năm. Hiện tại, một tuần chị phải sang Cần Thơ lọc thận đến 3 lần. Chị là nhân vật được một địa chỉ nhân đạo Đài Truyền hình Vĩnh Long giới thiệu và được các nhà hảo tâm đóng góp giúp trên 59 triệu đồng. Ngôi nhà tình thương được trao cho gia đình của chị, diện tích 84m², chi phí xây dựng 53 triệu đồng. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ 30 triệu đồng. Phần còn lại, gia đình góp thêm. Dịp này, Công đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long cũng tặng thêm cho gia đình chị 1 triệu đồng, một phần quà Tết. Ủy ban Nhân dân xã Trung Hiệp và Ban Nhân dân ấp Rạch Ngay cũng tặng cho gia đình những phần quà mừng nhà mới. Tối qua tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Vĩnh Long phối hợp cùng Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc giải bóng bàn mừng Đảng mừng Xuân 2015. Đây là giải truyền thống hàng năm vào dịp trước thềm năm mới với sự tham dự của trên 100 vận động viên đến từ 13 câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tranh tài ở 6 nội dung gồm: đồng đội hạng A, hạng B, đồng đội hạng C, đôi nam nữ hạng A, đôi nam hạng B, đôi nam nữ hạng C và đơn nữ hạng C. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng tổ chức vận động quyên góp gần 300 phần quà cho các em học sinh nghèo vùng nông thôn sâu ở huyện Trà Ôn. Giải thi đấu đến hết ngày 14 tháng 2. Đến nay, bà con nông dân thị xã Bình Minh đã thu hoạch được trên 700 hectare hoa màu trên tổng diện tích 1.477 hectare đã xuống giống để phục vụ thị trường Tết. Các loại màu được bà con thu hoạch rộ là dưa hấu, cà chua, khổ qua, dưa leo, đậu cua que và rau củ các loại. Do điều kiện thời tiết năm nay khá thuận lợi, cây màu phát triển tốt, cho năng suất bình quân từ 250 đến 270 tạ trên 1 hectare, tăng từ 0,6 đến 1 tạ trên 1 hectare so với vụ màu đông xuân năm ngoái. Đặc biệt, có gần 400 hectare màu trồng luân canh trên đất ruộng vụ đông xuân cho năng suất rất cao, khoảng 300 đến 320 tạ trên 1 hectare. Riêng các loại cây màu lưu gốc như cải xà lách xoan, rau diếp cá, hẹ, rau thơm, quế, khoảng 130 hectare. Được trồng nhiều ở hai xã Thuận An và Đông Thạnh cũng phát triển tốt với năng suất khá ổn định, khoảng 150 tạ trên 1 hectare. Tuy nhiên, với giá cải xà lách xoan mùa thuận như hiện nay tương đối thấp, khoảng 4.000 đồng đến 5.000 đồng một ký. Nhưng bù lại mùa thuận cho năng suất cao, sau khi trừ các khoản chi phí, nông dân còn lãi từ 20 đến 30 triệu đồng một hectare.
Trong khi nhiều nông dân ở các địa phương khác phải đốt rơm rạ ngay tại ruộng sau khi thu hoạch lúa đông xuân, tại các xã Vĩnh Xuân, Thiện Mỹ, Trà Côn, Thuận Thới, huyện Trà Ôn, nhiều nông dân phấn khởi vì rơm ngoài đồng được thương lái đến mua với giá khá cao, từ 1 triệu đồng trở lên một hecta. Trước đây, người mua rơm chỉ lác đác, giá rơm dao động trong khoảng 40 đến 50 ngàn đồng một công. Nhiều nông dân đốt bỏ hoặc cho người khác mang về làm thức ăn cho bò, hoặc phủ gốc cho cây trồng giữ ẩm. Vụ đông xuân năm nay, rơm ở một số cánh đồng của huyện Trà Ôn được thương lái đến thu mua tại ruộng với khối lượng lớn và giá khá cao. Từ tiền bán rơm, người dân có thể xoay sở, chi trả tiền công gặt hái, tiền thêm mướn nhân công chuyên chở lúa về nhà. Nhiều người còn vui mừng vì có tiền mua sắm trang trải trong những ngày Tết. Năm nay nông dân mừng lúa trúng mùa mà lại rớt giá. Nhờ có công ty Phước Lê thu mua gom, nhưng gom có gặp quốc lộ đó là bán được một công 100 ngàn. Tôi được mà 15 công tôi bán được là 1 triệu rưỡi. Mà được 1 triệu rưỡi đặng trang trải được 3 ngày sinh trong 2015. Tôi bên công ty Phước Lê tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên nhập khẩu và phân phối máy cuốn rơm và kinh doanh lĩnh vực trang trại chăn nuôi bò. Tôi xuống Trà Ôn Vĩnh Long để thu mua rơm và tổ chức cuốn. Giá công ty mua hiện tại là 100.000 đồng trên một công tầm 3 thước. Nguyên nhân khiến rơm trở nên khan hiếm hút hàng là do có nhiều hộ dân ở các địa phương khác mở rộng mô hình trồng nấm, trồng rau, nuôi bò nên nhu cầu trữ rơm rất cao. Phấn khởi hơn là các công ty kinh doanh thương mại ở các tỉnh thành khác đến thu mua rơm với giá cao để bán lại cho các đầu mối ở các tỉnh Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang, Bình Thuận. Việc tận dụng phế phẩm trong nông nghiệp trồng nấm, làm thức ăn chăn nuôi, tạo ra lợi nhuận, đang được nhiều nơi thực hiện có hiệu quả. Qua đó góp phần giúp nông dân tăng thêm thu nhập, hạn chế tình trạng đốt đồng, vừa lãng phí nguồn nguyên liệu, vừa gây ô nhiễm môi trường. Mới đây tại thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng với các bộ ngành trung ương và thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Xuân Ất Mùi 2015 với chủ đề Xuân yêu thương. Tham dự có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao chương trình Tết vì người nghèo Xuân yêu thương với mong muốn đem lại một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với các cán bộ, chiến sĩ, người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn của vùng đồng bằng sông Cửu Long do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với các bộ, ngành trung ương tổ chức. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng với các bộ, ngành trung ương, các địa phương trong vùng tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Các địa phương cần quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các tầng lớp nhân dân, nhất là những hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo cho người người có Tết, nhà nhà có Tết. Mọi người dân được vui xuân đón Tết trong không khí an lành, đầm ấm. Cũng tại chương trình này, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách Xã hội trao tặng quà cho các gia đình chính sách và trên 1.850 hộ nghèo. Trao kinh phí xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho 258 cán bộ chiến sĩ kiểm ngư có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo đang sinh sống làm việc nơi biên giới hải đảo với số tiền gần 25 tỷ đồng. Hôm qua, Bộ Tư pháp tổ chức khánh thành giai đoạn 1 công trình trường trung cấp luật Vị Thanh tại tỉnh Hậu Giang. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ dự lễ khánh thành. Trường trung cấp luật Vị Thanh là một trong 5 trường trung cấp luật thuộc Bộ Tư pháp đào tạo cán bộ tư pháp cho cả nước, đặc biệt là phục vụ nhu cầu đào tạo và khắc phục những hạn chế trong giáo dục pháp luật cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, việc Bộ Tư pháp đề xuất Chính phủ xây dựng 5 trường trung cấp luật ở những khu vực còn nhiều khó khăn của cả nước, trong đó có trường trung cấp luật Vị Thanh là một phát kiến có ý nghĩa và tính thực tiễn cao, nhất là trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh xây dựng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường đặc biệt quan tâm đổi mới căn bản phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển của đất nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao vừa tổ chức chương trình Xuân quê hương 2015, đón gần 100 kiều bào tiêu biểu về nước vui Tết cổ truyền dân tộc.
lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông báo với đông đảo kiều bào về tình hình kinh tế xã hội của thủ đô, đồng thời ghi nhận và cảm ơn tình cảm, tấm lòng và trí tuệ của bà con kiều bào dành cho Hà Nội trong thời gian vừa qua, khẳng định Đảng, Nhà nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng luôn tâm niệm kiều bào ta là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hà Nội sẽ làm hết sức để hỗ trợ đồng bào đoàn kết, giúp đỡ nhau ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, phát huy vai trò cầu nối phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trên thế giới, góp công sức xây dựng quê hương đất nước. Chương trình Xuân Yêu Thương được tổ chức thường niên nhằm chào đón kiều bào về quê vui Tết cổ truyền và ghi nhận những đóng góp của kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới với những nội dung chính sau đây. Lực lượng đầu độc lập ở miền đông Ukraine đề xuất kế hoạch mới nhằm hạ nhiệt căng thẳng trước thềm hội nghị thượng đỉnh bốn bên tại Minsk về Ukraine. Mỹ xác nhận công dân nước này, Kalam Wheeler, bị tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc hồi năm 2013 tại Syria đã thiệt mạng. Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống hỗ trợ tài chính cho chủ nghĩa khủng bố. Rạng sáng nay, ông Denis Pushilin, đại diện lực lượng đòi độc lập ở miền đông Ukraine cho biết đã đề xuất một kế hoạch mới bao gồm các bước về chính trị và quân sự nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất trên được đưa ra tại cuộc đàm phán của nhóm tiếp xúc gồm các đại diện của chính phủ Ukraine, lực lượng đòi độc lập, Nga cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở thủ đô Minsk, Belarus. Phát biểu trước báo giới, ông Denis Pushilin cho biết đã chuyển kế hoạch trên cho đại diện chính quyền Kiev và các cuộc thảo luận sẽ được nối lại sau khi chính phủ Ukraine xem xét đề xuất giảm căng thẳng này. Tuy nhiên, ông Pushilin không cho biết cụ thể thời điểm nối lại đàm phán có phải là ngay trong đêm 10 tháng 2 hay không. Đại diện lực lượng đòi độc lập cũng bác bỏ thông tin cho rằng nhóm tiếp xúc đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine. Cuộc đàm phán của nhóm tiếp xúc nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên cũng tại Minsk giữa các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Nga và Ukraine nhằm tìm giải pháp hòa bình chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, đêm qua, giao tranh lại leo thang trên thực địa. Đạn pháo đã rơi trúng các khu dân cư và một trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine ở thành phố Kramatorsk, khiến ít nhất 4 binh sĩ và 7 dân thường thiệt mạng. Sáng nay, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bất ngờ đến thăm thành phố Kramatorsk. Phát biểu tại đây, ông Poroshenko cho rằng hành động tấn công nhằm vào dân thường cần phải bị trừng trị, đồng thời yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện. Sau gần 2 tháng tạm dừng, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE vừa nối lại các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Động thái này nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ Jordani sau vụ phi công Muad al-Kasabi bị IS thiêu sống, đồng thời thể hiện vai trò của UAE trong việc đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực. Theo hãng thông tấn WAM của UAE, sáng qua, một phi đội máy bay chiến đấu F-16 của UAE đóng tại Jordani đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên, đánh trúng các mục tiêu của IS và trở về căn cứ an toàn. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ số lượng máy bay và địa điểm tham chiến. Phi đội F-16 nói trên được điều đến Jordani 2 ngày trước đó để yểm trợ các máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Jordani không kích trả đũa IS. UAE đã tạm ngừng các cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria sau khi phi công người Jordani Muad al-Kasabi gặp nạn và bị IS bắt giữ ở Syria hồi tháng 12 năm 2014. Lý do được UAE đưa ra khi đó là lo ngại cho sự an toàn của các phi công một khi máy bay của họ gặp nạn. Quốc gia này cũng đã yêu cầu Mỹ tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh và triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp cho các phi công gặp nạn trong các vùng chiến sự. Đêm qua giờ Việt Nam, Mỹ đã xác nhận về cái chết của công dân nước này, Kayla Miller, bị tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc hồi năm 2013 tại Syria, khi cô đang làm việc như một nhân viên cứu trợ tại đây. Trước đó, hôm 6 tháng 2, IS tuyên bố con tin 26 tuổi người Mỹ nói trên đã thiệt mạng trong một vụ không kích do Jordani thực hiện. Nhà Trắng cho biết, gia đình của Miller đã nhận được một thông báo riêng về con gái của họ hồi cuối tuần qua từ IS. Sau khi thông tin này được các cơ quan tình báo Mỹ thẩm định tính xác thực, họ kết luận rằng Kayla Miller đã qua đời. Tuy nhiên, cả Nhà Trắng và gia đình của Miller đã không đưa ra các tình huống đằng sau cái chết của cô.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng George Earnest cho biết IS phải chịu trách nhiệm về nguyên nhân cái chết của Mueller. Trong một thông cáo, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, bất kể mất bao lâu, Mỹ sẽ tìm và đưa ra trước công lý những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm về việc giam giữ và giết hại Kayla Mueller. Tổng thống Obama đồng thời bảo vệ chính sách không trả tiền chuộc cho IS, bởi theo ông, điều đó chẳng khác nào tài trợ cho hành động tàn sát người vô tội của tổ chức cực đoan này, và sẽ càng khiến các công dân Mỹ dễ trở thành mục tiêu của những vụ bắt cóc tiếp theo. Sáng nay, cảnh sát Australia cho biết đã ngăn chặn kịp thời một âm mưu tấn công khủng bố khi bắt giữ hai người đàn ông được cho là có liên hệ với tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo IS. Phó cảnh sát trưởng bang New South Wales cho biết, cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng trên sau khi đột kích vào một căn nhà tại vùng ngoại ô phía tây thành phố Sydney. Cảnh sát còn tịch thu được tang vật là một con dao rựa, một con dao đi săn, một đoạn băng hình và một lá cờ của IS. Hai đối tượng này đã lên kế hoạch tấn công khủng bố sau khi nhận được thông điệp kêu gọi từ IS. Hai nghi phạm trên sẽ phải trình diện trước tòa với cáo buộc lên kế hoạch cho một hành động khủng bố. Hồi tháng trước, Australia đã nâng cấp độ cảnh báo khủng bố từ mức trung bình lên mức cao đối với lực lượng cảnh sát. Mỹ đã ra lệnh đóng cửa đại sứ quán của nước này ở Yemen trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia đồng minh của Washington trên bán đảo Ả Rập này đang ngày càng xấu đi. Giới chức Mỹ đêm qua cho biết các hoạt động tại đại sứ quán ở thủ đô Sanaa của Yemen sẽ tạm ngưng cho đến khi nào tình hình được cải thiện. Theo kế hoạch, đại sứ Mỹ tại Yemen và các nhân viên người Mỹ khác sẽ rời khỏi nước này vào tối ngày 11 tháng 2 giờ địa phương. Trước đó, đại sứ quán Mỹ tại Yemen đã giảm số nhân viên xuống sau khi phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shia chiếm giữ dinh tổng thống Abari Rabu Mansour Hadi hồi tháng 1 vừa qua, buộc tổng thống Hadi và chính phủ của ông phải từ chức. Trong một diễn biến khác, mới đây, Lầu Năm Góc cũng thừa nhận bất ổn chính trị hiện nay tại Yemen đang ảnh hưởng đến các khả năng chống chủ nghĩa khủng bố của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định tiếp tục huấn luyện cho các lực lượng của Yemen và vẫn có thể thực hiện các hoạt động bên trong nước này nhằm chống lại các tay súng thuộc tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin vắn đáng chú ý. Đêm qua giờ Việt Nam, Palestine đã mở đại sứ quán đầu tiên tại khu vực Tây Âu ở thành phố Stockholm, Thụy Điển. Buổi lễ khai trương có sự tham dự của Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallström. Theo văn phòng báo chí của Thủ tướng Thụy Điển, việc mở đại sứ quán Palestine tại nước này đánh dấu mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai bên, chỉ vài tháng sau khi Thụy Điển trở thành quốc gia Tây Âu đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu công nhận Palestine là một quốc gia độc lập. Một tòa án ở thành phố Cannes, miền Nam nước Pháp đã ra phán quyết buộc một bệnh viện ở Cannes phải bồi thường khoản tiền lên tới gần 2 triệu euro cho hai gia đình tại thị trấn Grasse, vì bệnh viện này đã trao nhầm con của họ 20 năm trước. Vụ nhầm lẫn hy hữu chỉ được phát hiện cách đây 10 năm, và mức bồi thường này thấp hơn 6 lần so với yêu cầu của hai gia đình. Cơ quan giảm nhẹ thảm họa quốc gia Indonesia vừa cho biết, mưa lớn trong nhiều ngày qua đang gây lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở thủ đô Jakarta của nước này. Khu vực phía bắc thủ đô là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hầu hết công việc kinh doanh ở đây đều phải tạm ngưng. Nhiều người phải dùng thuyền cao su hoặc xe ngựa để đi lại. Chính quyền địa phương cũng đã sơ tán 6.000 người đến các khu vực an toàn hơn. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập tại thành phố Daba, nằm bên bờ Địa Trung Hải. Đây là một phần trong các thỏa thuận đạt được giữa hai nước nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Putin đến Ai Cập. Phát biểu trong cuộc họp báo chung vào đêm qua, Tổng thống Ai Cập al-Sisi cho biết hai bên đã ký kết bản ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, vốn được lên kế hoạch từ đầu những năm 1980. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân sẽ mở ra những chân trời mới cho nền kinh tế Ai Cập. Bên cạnh đó, hai nước cũng đã nhất trí thành lập khu thương mại tự do Ai Cập-Nga, xây dựng một thành phố công nghiệp nằm dọc kênh đào Suez và ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại và nhập khẩu khí đốt. Hai nhà lãnh đạo cũng cùng chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm sự cần thiết thúc đẩy giải pháp chính trị cho các cuộc khủng hoảng tại Syria, Libya và Yemen và thực hiện giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Palestine và Israel. Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày của Tổng thống Putin tới Ai Cập được cho là nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga tại quốc gia đông dân nhất thế giới Ả Rập này. Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 cam kết mở rộng hợp tác và đẩy mạnh cuộc chiến chống hỗ trợ tài chính cho chủ nghĩa khủng bố.
Đó là thông cáo báo chí được đưa ra vào đêm qua giờ Việt Nam sau 2 ngày làm việc của các bộ trưởng tài chính G20 tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một buổi họp báo, Phó Thủ tướng nước chủ nhà Ali Babacan đã đọc thông cáo báo chí, trong đó nêu rõ: chúng tôi cam kết mở rộng hợp tác trên mặt trận chống khủng bố và hối thúc các nước trên thế giới tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, đặc biệt là về việc trao đổi thông tin và đóng băng tài sản của các phần tử khủng bố. Thông cáo báo chí cũng bày tỏ sự lạc quan về diễn cảnh kinh tế sáng sủa của một số nền kinh tế chủ chốt của G20, nhưng lại đưa ra đánh giá ảm đạm về nền kinh tế toàn cầu với nhận định rằng tăng trưởng vẫn chưa đồng đều và sự phục hồi vẫn còn ì ạch. Nếu cần thiết, G20 sẽ có hành động dứt khoát về chính sách tài chính và tiền tệ để khắc phục tình trạng trên. Mặc dù thông cáo báo chí của G20 không đề cập cụ thể đến Hy Lạp, nhưng các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận về nợ mới giữa nước này với các đối tác châu Âu đã chiếm phần lớn trong chương trình nghị sự ở các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị. Hy Lạp muốn chấm dứt chính sách kinh tế khắc khổ giống là điều kiện trong gói cứu trợ của bộ ba chủ nợ quốc tế. Tuy nhiên, có ít dấu hiệu cho thấy các chủ nợ sẵn lòng chấp nhận mong muốn của Hy Lạp. Còn tại Hy Lạp, rạng sáng nay với 162 phiếu thuận trên tổng số 300 nghị sĩ của Quốc hội, tân Thủ tướng Alexis Tsipras đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sau khi cam kết sẽ không bao giờ để Hy Lạp quay trở lại thời kỳ thực hiện các chính sách khắc khổ. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Alexis Tsipras tiếp tục tuyên bố chính phủ của ông sẽ không tìm kiếm việc gia hạn chương trình cứu trợ trị giá 240 tỷ euro mà các chủ nợ quốc tế dành cho nước này. Thay vào đó, Athens mong muốn tiến hành các cuộc đàm phán không có sự đe dọa lẫn nhau nhằm hướng tới một thỏa thuận mới để thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác ở Hy Lạp cũng như ở châu Âu. Theo Thủ tướng Tsipras, Athens sẽ không chấp nhận nếu thỏa thuận trên lại bao gồm những biện pháp thắt lưng buộc bụng. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras, hiện là thủ lĩnh phe đối lập ở Quốc hội, lại cảnh báo lòng tự tôn dân tộc không đồng nghĩa với việc nước này có thể vay nợ mãi, rồi lại yêu cầu người cho vay cắt giảm nợ. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.